Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn thế nào là ma trận đơn vị. Ma trận đơn vị là ma trận mà các phân tử nằm trên đường chéo chỉnh bằng 1 còn lại bằng 0, tức là ma trận này. Chẳng hạn ma trận A cấp 1 1, chẳng hạn ma trận này 1 1 1, nó sẽ là như thế này. 1 đấy, có phân tử 1. Rồi ma trận như thế này, 1 0 1 0. Ma trận này ma trận đơn vị cấp 2 nhân 2. Đấy. Tức là ma trận mất các phân tử nằm trên đường chéo này là bằng 1 này, còn lại bằng 0. Rồi ma trận cấp 3 3, đơn vị cấp 3 3 này. Đây là 1 1 1 này. Còn đây là 0 0 0 0 0 0 này. Các phân tử đây là 0. Các phân tử đây là 0. Còn các phân tử nằm trên đường chéo là 1. Rồi ma trận đơn vị là cấp 3 3. Rồi này là y 33, hoặc là ký hiệu là E 33. Còn đây là Y cấp 22, hoặc là E cấp 22. Số dòng này, số cột. Mặt trận này mặt trận vuông các bạn nhé. Muốn là mặt trận đơn vị thì đầu tiên phải là mặt trận vuông, hoặc là mặt trận đơn vị là cấp 44 này. 44 này. Đây là 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 này. Đấy, đây là mặt trận đơn vị. Thì đây là 0 này. Rồi đây cũng là 0 này. Còn các phân tử nằm trên đường chéo là bằng 1. Đấy. Thì đây là mặt trận đơn vị Y cấp 4 4. Có 4 dòng 4 cột. Một cách tổng quát ta có ma trận đơn vị là ma trận cấp M nhân N này, là ma trận A I G đấy, cấp M nhân N. Trong đó A I I A I G nó sẽ bằng 1 nếu I bằng G, nó bằng 0 nếu I khác G đấy các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở dịp gần nhất.